ngay bây giờ luôn vào một phần thảo luận rất là thú vị ngắn thú vị tiếp theo đối với hai chuyên gia của chúng ta, hai chuyên gia Việt Nam của chúng ta. Thực ra thì sau khi xem bài giảng thì tôi không biết cảm giác của các bạn như thế nào ạ. Đối với tôi thì tôi thấy là giáo sư đã dành rất nhiều thời gian để nói về cái giá của sự kết nối, của trật tự xã hội mới hay là của sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào những cái nền tảng công nghệ mà ngày hôm nay chúng ta đang tương tác cùng, nơi mà những cái dữ liệu của chúng ta ngày càng được thu thập nhiều hơn. Khi mà chúng tôi chuẩn bị bài giảng này thì có một đồng nghiệp đã hỏi là không biết liệu thì chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam có còn tồn tại hay không. Vậy thì tôi không biết là anh Lộc nghĩ sao về điều này ạ, trước khi chúng ta mời hai chuyên gia Việt Nam của chúng ta đến phần thảo luận ạ. Đúng như là chị Loan vừa bình luận thì ngày hôm nay khi mà tôi giới thiệu cái chương trình này lên thì có một cái đồng nghiệp nhắn tin cho chúng tôi rằng là của cái trên chủ đề hôm nay sao nghe nó ghê quá, nghe nó gì đó giống như là cái thời kỳ của xa xưa, của thời kỳ mà mình dưới thời kỳ thuộc dân của Pháp, chứ không phải là cái câu chuyện hiện hữu ngày nay. Nhưng mà thông qua cái sự dẫn dắt của tiến sĩ Giang cũng như tiến sĩ Đăng và vừa rồi chúng ta nghe giáo sư Dick Cole thì chúng ta thấy rằng nó rất là hiện hữu. Tuy nhiên một cái câu hỏi mà cũng muốn thảo luận thêm và có thể là tiến sĩ Giang và tiến sĩ Đăng có thể thảo luận là từ khi nào cái khái niệm chủ nghĩa thực dân dưới một khái niệm học thuật mà mang ra thảo luận, thì chỗ này là chúng ta cũng chưa được thảo luận rõ, có thể là mọi người có thể bình luận thêm. Vâng ạ, cảm ơn anh Lộc. Vậy thì chúng ta sẽ đến tiếp theo với cái phần chia sẻ của hai tiến sĩ đã chuẩn bị và để đưa đến công chúng cho đến các bạn tham gia ngày hôm nay. Và trong thời gian lắng nghe thì chúng ta cũng sẽ có thể truy cập vào cái đường link mà ban tổ chức đã cung cấp trên Zoom hay là fanpage để đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chúng ta, đặc biệt là cho phần thảo luận tiếp theo có sự tham gia của giáo sư Nicole Tree thông qua ứng dụng Zoom từ Vương quốc Anh ạ. Cảm ơn các bạn và xin mời hai tiến sĩ Thu Giang và Hải Đăng ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh Lộc. Câu hỏi của anh Lộc là từ khi nào thì khái niệm này được ra đời, thì dạng mà hoàn thiện nhất của khái niệm này thì được Nicole Tree và Ulysses Mejias xuất bản vào quyển sách là The Cost of Connection, là cái giá phải trả của sự kết nối. Thì ấn bản này xuất bản vào năm 2019, nhưng trước đó tầm 2017-2018, nếu như tôi nhớ không lầm, thì hai tác giả của chúng ta đã xuất bản một số bài báo tạp chí trên các tạp chí cũng rất nổi tiếng về khái niệm này. Thì có thể xem đây là một dự án dài hơi, một sự phối hợp dài hơi giữa hai tác giả kể từ khoảng năm 2017 đến 2018. Thì đây là, theo tôi thì đây là một can thiệp lý thuyết khá là thú vị và cũng khá là mang tính tham vọng, bởi vì hai tác giả muốn thuyết phục chúng ta rằng chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, một epoch mới nếu như chúng ta dùng theo ngôn ngữ của Marx, và kỷ nguyên này được gọi là hiện thực thực dân dữ liệu. Thì nhân đây tôi có một câu hỏi cho chị Giang là chúng ta vừa xem xong bài giảng của Nicole Tree về chủ nghĩa thực dân dữ liệu. Theo chị Giang thì liệu can thiệp lý thuyết của Nick và Ulysses có giúp ích gì cho việc chúng ta hiểu về hiện thực thực dân dữ liệu trong bối cảnh Việt Nam hay không? Và nếu có thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Câu hỏi của Đăng khó quá, nhưng mà mình sẽ sẽ cố trả lời trong cái phạm vi mà tri thức mà mình có. Mình nghĩ như thế này. Theo mình là với tư cách là một cái người làm nghiên cứu, thì cái can thiệp về mặt ý niệm, tức là cái can thiệp về mặt lý thuyết ấy, nó là một trong những cái can thiệp giúp chúng ta có thể nghĩ được, tức là nó có lẽ là ở cái tầng cực kỳ sâu luôn. Nó khác với cả những cái can thiệp mà mới trông có thể trông nó rất là thực chất, như là can thiệp về kinh tế, can thiệp về policy, về chính sách, can thiệp về lý thuyết như là cái can thiệp của hai giáo sư của chúng ta ở đây ấy, thì nó sẽ tạo ra cái khả thể để chúng ta có thể suy tư khác đi. Hoặc là theo như Giang nghĩ thì chúng ta sẽ suy tư để làm sao mà những thứ mà chúng ta thấy là tự nhiên ấy, thì nó không tự nhiên nữa. Những thứ chúng ta thấy quen thuộc ấy, thì nó không quen thuộc lắm nữa. Gọi là defamiliarize.
tức là giải cái sự quen thuộc đấy ra, hoặc là ngược lại, đúng không? Những cái thứ mà chúng ta tưởng là chẳng có gì quen thuộc cả, hóa ra nó lại rất là quen thuộc. Giống như là anh Lộc vừa mới hỏi là mọi người nghĩ rằng chủ nghĩa thực dân nó đã làm cái gì ở trong quá khứ rồi, và rất là khó để có thể diễn giải lại được cái sự kết nối đó. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rất là rõ là xã hội của Việt Nam mình trong khoảng lịch sử khoảng 150 năm gần đây, thì nếu mà không nói là một nửa của thời gian đấy, thậm chí là hơn, đúng không ạ, là chống thực dân và chống đế quốc. Thế thì như lúc nãy giáo sư Country có nói là chúng ta đang có cái rủi ro đấy là đánh mất những cái tri thức cũ và tin vào những cái sự, những cái ảo tưởng hoặc là những cái sự tự nhiên mới. Thế thì cho nên là cái dự án này theo Giang thì ít nhất là nó có hai cái mà chúng ta có thể dùng để suy tư về trường hợp của Việt Nam. Thứ nhất là cái hấp lực của thị trường, cái sự hấp dẫn của thị trường sau khi mà chúng ta có cái sự đổi mới vào năm 1986. Cái ngôn ngữ của marketing ấy, nó trở thành cái ngôn ngữ thống soát, và theo Giang nghĩ thì đấy là lý do vì sao mà những cái lý thuyết văn hóa phê phán, lý thuyết decolonial, lý thuyết postcolonial, tức là giải thực dân, hậu thực dân, nó không phải là một cái thị hiếu tri thức ở Việt Nam, bởi vì nó cảm thấy nó phi tự nhiên. Cái mà chúng ta đã tự nhiên quá đi rồi, đấy là ngôn ngữ của tăng trưởng, ngôn ngữ của phát triển, ngôn ngữ của mở rộng không ngừng, ngôn ngữ của khai thác. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ thấy là trong cái thời mà chúng ta gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ đó, nhưng mà chúng ta đúng hơn thì hay gọi là cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai ấy, thì chúng ta không có những cái mối quan hệ thị trường như thế. Nó mới có 40 năm thôi. Và tương tự như thế thì chỉ trong 40 năm, chỉ trong khoảng 10-20 năm gần đây thì cái gọi là sự mở rộng của thị trường vào cái việc khai thác dữ liệu nó trở nên được tự nhiên hóa một cách quá là nhanh chóng luôn. Nhưng nếu mà mình bật cái công tắc lên, giống như là giáo sư Nick Kundry có nói là mở to mắt ra mà nhìn thì sẽ thấy là nó không hề tự nhiên một chút nào cả. Thế thì một cái phê phán mang cái màu sắc Marxist như này nó rất là quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta nghĩ, nó là một cái can thiệp về lý thuyết để giúp chúng ta nhận ra những cái điều ở trong cái ký ức lịch sử của chúng ta, tái làm quen lại những cái ký ức ấy theo những cách mới. Và vì thế cho nên nó dẫn đến cái lợi thứ hai, hoặc nói là cái tính hiệu quả của cái việc của cái khung lý thuyết này, đó là nó mời, nó là một cái lời mời để chúng ta kết nối với cả những cái tri thức mà theo nghĩa nào đó trong khoảng 30 năm gần đây, đặc biệt là trong sự phát triển của TV rồi của mạng Internet, toàn bộ một cái dạng quan hệ xã hội mới, những dạng ý thức hệ mới nó đã che phủ đi những cái tri thức cộng đồng tập thể mà chúng ta xây dựng cùng với cả nhau và trên chiến hào, và kể cả ở trong trường đại học và ở trong làng xóm. Mình đã bỏ quên cái tri thức đó, và mình một cái lời mời để chúng ta tái dựng lại cái trí tưởng tượng của chúng ta dựa trên những cái nguồn cội có sẵn, hoặc là hãy còn tiềm ẩn ở trong lịch sử của Việt Nam. Thì nhân đây tôi lại có một câu hỏi ngược lại với cả Đăng, đó là khi mà chúng ta nói về sự tự nhiên ấy, thì một trong những cái điều mà tôi thấy khó chịu nhất là khi mà nói chuyện với cả bạn bè, tôi hay nhấn mạnh là nhìn mà xem, bây giờ từ những chuyện như là kết duyên, ngày xưa là chuyện của ông trời, bây giờ là chuyện của Tinder, đúng không ạ, cho đến những cái chuyện như là giảm cân, rồi những chuyện như là mua sắm, rồi trang trí nhà cửa, tất cả chúng ta đều lệ thuộc vào mạng Internet. Thì tất cả bạn bè đều bảo là ta không cần phải phản tỉnh cái điều đấy, bởi vì nó rất là thuận lợi, nó rất là hay, làm sao mà phải xoắn, đúng không ạ. Mình thì rất là muốn người ta xoắn, nhưng mình rất không xoắn. Thì không biết là Đăng thì là một cái thế hệ mà trẻ hơn, thì biết Đăng có gặp cái vấn đề đó không, và nếu mà Đăng gặp một cái trường hợp tương tự như thế thì bạn thuyết phục những cái người bạn của mình như thế nào về mình trong những cái bối cảnh đời sống hàng ngày, cũng như là bằng các cái tri thức lý thuyết của Đăng. Trước tiên thì em cảm ơn câu trả lời rất hay của chị Giang, và câu hỏi rất khó của chị Giang đã hỏi ngược lại. Thì theo em đó thì đây cũng là một câu hỏi mà em rất là ghét trả lời, bởi vì mỗi khi mà cố gắng thuyết phục bạn bè để mà họ quan tâm hơn về những vấn đề gọi là vấn đề bất công về dữ liệu chẳng hạn, thì đa phần là các bạn không quan tâm. Cho nên em cảm thấy là có thể thuyết phục nó sẽ không hay bằng là nghĩ về một số chiến lược. Chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện với các bạn của chúng ta. Thì em không có luận điểm nào để thuyết phục, nhưng em có một vài strategy, gọi là một vài chiến lược để có thể mở lên một cuộc trò chuyện. Chiến lược thứ nhất thì em cũng xin được bắt chước theo chị Giang, đó là nhấn mạnh về sự phi tự nhiên của dữ liệu và trật tự dữ liệu mà chúng ta đang bị chi phối rất nhiều mà mặc dù chúng ta không thấy được. Vì sao
dữ liệu lại phi tự nhiên và vì sao trật tự khai thác dữ liệu hiện nay thì lại là mang tính phi tự nhiên. Một ví dụ điển hình trong bối cảnh Việt Nam đi, đó là Facebook. Thì nếu như em nhớ không lầm thì theo một báo cáo gần đây của Nielsen thì người Việt Nam trung bình dùng Internet mỗi ngày tầm 7 đến 8 tiếng và hết 3 tiếng thì được dùng để sử dụng Facebook. Tức là mạng xã hội Facebook là một phần rất quan trọng trong cách mà người dân ở Việt Nam sinh hoạt trong xã hội số. Thế nhưng nếu như chúng ta nghĩ về Facebook thì Facebook là một hiện tượng rất mới mẻ ở Việt Nam. Facebook chỉ thực sự có mặt ở Việt Nam vào năm 2008 mà thôi. Thì tức là chỉ mới cách đây 13 năm. Nếu như chúng ta ví von Facebook là một con người đó thì Facebook là một trẻ em vị thành niên chưa đủ tuổi uống bia và cũng không chưa chưa cần phải chịu trách nhiệm hành vi trước pháp luật, đúng không ạ? Vậy thì trước Facebook thì chúng ta có gì? Trước Facebook chúng ta có Yahoo 360, thì không phải là một mạng xã hội mà là một nền tảng blog mà đã từng gây sóng gió cho thế hệ 8X và 9X ở Việt Nam. Thì chúng ta nên hiểu rằng việc nền tảng Yahoo 360 phải ngưng hoạt động, phải giải thể và không thể nào tồn tại được nữa vào năm 2013 đó, thì chính là vì họ không thể nào khai thác lợi nhuận được từ những dữ liệu mà họ lưu trữ. Thì những dữ liệu mà họ lưu trữ của người dùng là gì? Là những bài viết tâm tình, những bài bàn luận rất nghiên cứu rất là kỹ, những trang chủ được đầu tư trang trí rất là kỹ lưỡng của thế hệ 8X, 9X ở Việt Nam lúc bấy giờ. Và đây là những dữ liệu mà họ không thể nào khai thác lợi nhuận được, trái lại với những dữ liệu mà Facebook đang chứa của chúng ta như là số like hay là số share của một bài viết, hay là thông tin là chúng ta check in ở đâu, chúng ta có thể là đi mua sắm hoặc là đi xem ca nhạc hoặc là đi chơi thể thao như thế nào. Thì đây là những dữ liệu mà họ hoàn toàn có thể ngay lập tức chuyển sang thành một dạng dữ liệu mà họ có thể khai thác và kiếm lợi nhuận được. Thì đó là sự phi tự nhiên của một trật tự dữ liệu mà chúng ta đang phải bị chi phối. Chúng ta hầu như không suy nghĩ nhiều đến bởi vì có một ảo giác về sự liền mạch mà những trật tự xã hội mới này đang lừa phỉnh chúng ta như vậy. Đó là một chiến lược thứ nhất mà em nghĩ là sẽ khá là thú vị nếu như chúng ta gợi mở cuộc nói chuyện thông qua những thông tin như vậy. Chiến lược thứ hai, em cũng xin nói nhanh trước khi xin phép được hỏi lại chị Giang một câu hỏi nữa. Đó là tính phản tự nhiên của dữ liệu. Dữ liệu đã phi tự nhiên rồi nhưng mà chúng còn phản tự nhiên nữa. Là vì sao? Bởi vì trong phần thuyết trình của em đó thì em có nhắc đến là việc dữ liệu mang tính chất vật lý rất cao mà chúng ta không nghĩ tới. Chúng ta cứ nghĩ là dữ liệu thì ở nằm trong đám mây thì nó rất là vô hình, nhưng mà thật sự tính vật lý của dữ liệu rất cao. Dữ liệu có tính vật chất và vật lý rất cao. Điển hình như mỗi một thiết bị cầm tay mà chúng ta mang đi theo bên mình thì đều cần có pin, là pin lithium ion. Và lithium thì là một khoáng chất được khai thác ra từ trái đất mà mất đến hàng tỷ năm để có thể tạo ra được. Thì chúng ta đang khai thác chất này để có thể làm ra những thiết bị mà chỉ tồn tại dưới 5 năm mà thôi. Điển hình là một chiếc iPhone thì tuổi thọ chỉ tầm 4,7 năm. Thì đây là một quá trình mà chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến địa chất của trái đất và đến môi trường sống của chúng ta một cách rất là vật lý. Chứ không phải là không mang lên một không có một cái sự ảnh hưởng nào đến môi trường vật lý của chúng ta. Nhân lúc đang nói về suy nghĩ về một mốc thời gian dài hơn về lịch sử của trái đất vân vân và vân vân, thì em cũng có một câu hỏi dành cho chị Giang, đó là nếu như chúng ta nhìn vào lịch sử chống thuộc địa lâu dài của Việt Nam thì theo chị Giang thì chúng ta có những bài học gì có thể giúp chúng ta chống thuộc địa dữ liệu vào thời điểm này? Cảm ơn Đăng. Và mình thấy cực kỳ thú vị khi mà Đăng nhấn mạnh đến cái tính phi tự nhiên và cái tính phản tự nhiên của việc khai thác dữ liệu. Thì Việt Nam thì như tất cả chúng ta đều biết là một cái chiến địa của việc chống thuộc địa. Chúng ta chống ở đế quốc, mà chúng ta không phải là chống theo kiểu gọi là chống vừa chống bẩn. Chúng ta là đánh nhau mấy chục năm luôn. Và trong đấy có kháng chiến chống Pháp, hoặc là cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất, cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai đều diễn lên ra trên cái địa bàn của Việt Nam. Thì tôi không phải là sử gia cho nên rất là khó để có thể có những cái tri thức mà cụ thể. Nhưng mà như tôi nói, tức là khi mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử của Việt Nam, chúng ta chỉ lấy trường hợp của những cái người mà ai cũng biết
chẳng hạn như trường hợp nhân vật như là Hồ Chí Minh hay là những nhân vật mà gọi là anh hùng cách mạng ở Việt Nam như là Phạm Hùng Thái, gạt bỏ qua những cái tự sự liên quan đến quốc gia dân tộc hoặc là tinh thần cách mạng theo kiểu như là giáo điều, thì chúng ta có thể thấy một số những cái thứ mà chúng ta học được từ cái quá trình giải thuộc địa. Thứ nhất ý, là nó vừa có tính địa phương, tức là nó local, nhưng mà đồng thời là nó cực kỳ là transnational. Tức là họ, như chúng ta nhìn những trường hợp như là Hồ Chí Minh hay là Phạm Hồng Thái thì đều hoạt động ở trên địa bàn Đông Dương, Trung Quốc và toàn cầu. Và vì thế cho nên là nó có cái tính mà trong khi đó thì lại dựa trên cái nguồn lực về địa phương rất là mạnh. Và cái này nó dẫn đến một cái điều thứ hai mà chúng ta dạo này chúng ta rất là khó cảm thấy nó không tự nhiên nữa, đấy là cái tính tập thể, tính communal, tính collective. Cái việc mà chúng ta đã xây dựng cái solidarity, cái tình đoàn kết mà on the ground, ở trên mặt đất, thì cái quá trình đó, nếu như chúng ta nghe bài giảng của giáo sư Coultry, chúng ta sẽ thấy những cái từ mà bây giờ là keyword, đúng không ạ? Private, tư nhân, corporate, doanh nghiệp, rồi market. Đấy đều là những thuật ngữ theo nghĩa nào đó là rất là mới ở Việt Nam, nhưng mà nó trở nên thống suốt. Thế còn cái tính tập thể, và theo nghĩa nào đấy nó không cứ phải là cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa, nhưng mà cái tính mà chúng ta phải facing the public, chúng ta phải đối diện với công chúng và làm những cái hoạt động tập thể, đấy là xuyên suốt cái lịch sử chống thuộc địa của Việt Nam đều là các dự án có tính tập thể, collective. Nó vừa local là vừa địa phương, vừa transnational của tính liên quốc gia. Và không phải cái gì cũng thuộc về market, không phải cái gì cũng là địa bàn của thị trường, như là Đăng vừa mới nói là thị trường số, hay là như tôi vừa mới nói là cái thị trường ở Việt Nam nó mới có lịch sử 30-40 năm thôi. Và cái việc mà chúng ta vẫn còn, chúng ta phải níu giữ lại cuộc sống, níu giữ lại những cái phần mà chúng ta chưa bị thị trường nó xâm nhập vào, và chúng ta phải voicing, chúng ta phải nhớ đến cái giọng của mình. Chúng ta phải cất giọng, bởi vì khi chúng ta nói về giọng, chúng ta nói về hơi thở, chúng ta nói về body, về cơ thể. Và chúng ta phải cất giọng cùng nhau, suy tư cùng nhau. Và tôi muốn nhấn mạnh đến cái lời mời cuối cùng giáo sư Coultry, đấy là mời để cùng tưởng tượng về một cái tương lai khác. Đấy là cái thứ mà những cái người giải thuộc địa ở Việt Nam, những cái decolonizers ở Việt Nam, họ đã luôn luôn tin vào một tương lai khác. Tương lai mà không nằm trong sự thống suất của chính quốc, tương lai mà tự họ sẽ xây dựng ra tương lai của họ. Thì những cái đó là những thứ mà tôi cảm thấy rất khó khăn khi mà giảng dạy ở các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, khi mà giới thiệu lại các khuôn khổ tư duy của Marx, hay là giới thiệu những cái khuôn khổ liên quan đến tính công cộng, rồi lợi ích chung hoặc là tính tập thể, thì cảm thấy nó không vào. Ai cũng có thể phản ứng lại ngay là không, bây giờ tất cả phải tư nhân hóa hết, phải thị trường hóa hết, phải xã hội hóa hết thì mới là tốt. Trong khi một trong những cái dự án mà tôi cho là điển hình nhất của một cái tinh thần mà vừa có tính địa phương, vừa có tính liên quốc gia và đồng thời lại có tính đấu tranh, đấy chính là cái dự án mà chúng ta đang tham gia cùng nhau ở đây, đúng không ạ? Chúng ta đến từ các đầu cầu khác nhau, chúng ta tin vào việc là tri thức nó không phải luôn luôn là một phần của thị trường. Chúng ta có thể chia sẻ tri thức với nhau miễn phí. Miễn phí không phải theo nghĩa xấu, mà miễn phí theo nghĩa là nó là một cái phần sở hữu chung của tất cả chúng ta, và chúng ta phải nghĩ cùng nhau. Thì cái dự án này tự nó là một cái hình mẫu theo nghĩa nào đó của cái việc chúng ta sản xuất ra tri thức, ở chúng ta cùng xây dựng cái sự nhận thức, cái awareness, và chúng ta cùng tưởng tượng với nhau về những cái tương lai mà nằm ngoài cái tương lai mà cái chủ nghĩa thực dân dữ liệu cố tình áp đặt lên chúng ta trong khoảng cái hiện thực tương đối ngắn, và học từ những cái bài học của Việt Nam, và tất nhiên là các bài học đến từ những cái địa bàn khác và liên quốc gia nữa. Vâng, rất cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Giang và tiến sĩ Đăng ạ.